Carnival độ limousine có gì? Anh chủ xe chọn màu cam Hermès, táp lô, táp bi cửa, thân con ngựa đều được bột da cùng màu với ghế chủ tịch, tạo không gian nội thất sang trọng và đẳng cấp. Xe mới xuất xưởng, anh chủ đưa xe ngay đến Pro Auto nên vẫn còn nguyên siêu luôn. Ghế chủ tịch chỉnh điện, tích hợp massage và quạt mát, bạn có thể tùy chỉnh ghế theo ý muốn. Màn hình cảm ứng thoát ẩn, thoát hiện đi kèm bộ công tắc cơ bên dưới ghế cho anh em đổi gió tự tay điều chỉnh. Logo trên gói đầu được thiết kế riêng, anh em nhìn logo đoán tên khách hàng. Đường may phải nói là thẳng tắp, cẩn thận vì phía sau xe nhìn được toàn bộ nội thất. Trần ánh sao lung linh mờ ảo ngay giữa ban ngày. Khung TV này được bên em thiết kế riêng cho xe Carnival. Bằng 3 nguyên cụm, điều khiển mọi thứ bằng cảm ứng, thật tiện lợi và hiện đại. Khúc này chắc anh chị chủ xe ưng quá, định chốt thêm một chiếc nữa. Câu hỏi giữa clip, đoán tên khách hàng, đó chính là anh Nguyễn Trung. Sàn carbon cũng được khắc tên anh, sàn này làm theo yêu cầu, anh em muốn sáng tạo như thế nào bên em cũng chịu. Tham quan đã xong, hẹn anh em ở video tiếp theo.